Mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Ukraine tìm ra cách khắc chế sát thủ vô hình của Nga. Máy gây nhiễu RP-377 ngày càng xuất hiện phổ biến trên các phương tiện chiến đấu của Nga, nhưng dường như Ukraine đã tìm ra điểm yếu của loại khí tài này. Ngành công nghiệp Nga đã phát triển RP-377 để cản trở liên lạc vô tuyến của binh sĩ Ukraine và máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất được điều khiển bằng sóng vô tuyến, RP-377 là loại máy gây nhiễu di động của Nga, ban đầu được thiết kế để chặn các tín hiệu, kích nổ được gửi đi qua sóng vô tuyến, từ đó bảo vệ bộ binh và phương tiện khỏi các thiết bị nổ tự chế. Tuy nhiên, RP-377 chỉ có phạm vi gây nhiễu rất ngắn. Điều này giúp giải thích tại sao mà các phi công điều khiển UAV của Ukraine vẫn có thể tấn công các phương tiện lắp RP-377, theo cây bút David X của Forbes. Anh chỉ ra rằng hiện có rất nhiều video UAV Ukraine làm nổ tung các phương tiện của Nga có lắp đặt RP-377. Trong một đoạn video, UAV của Ukraine đã hạ gục xe chở lính của Nga sau khi bắn trúng RP-377 trên thân xe. Điều này không có nghĩa là RP-377 không hiệu quả. Tôi đã nhìn thấy ảnh phổ của nó. Sergei Rechnenov, chuyên gia về UAV của Ukraine, viết trên mạng xã hội RP-377, hoạt động gây nhiễu rất chất lượng nhưng RP-377 có lẽ đã được cài đặt để gây nhiễu giải tần rộng nhằm bao phủ tất cả các tần số khác nhau mà UAV của Ukraine có thể sử dụng. Cái giá phải trả là phạm vi bảo vệ nhỏ. Ông Bresnov giải thích, RP-377 thường là hệ thống nhỏ như chiếc ba lô, nó lấy năng lượng từ ác quy di động chứ không phải là từ động cơ xe. Vì thế khi cố gắng gây nhiễu nhiều tần số, một chế độ hoạt động rất ngốn điện RP-377 sẽ phải hy sinh phạm vi, với tay nghề cao, phi công UAV cảm tử có thể nhắm mục tiêu vào xe bọc thép của Nga và để đà, lao, giúp máy bay không người lái, bắn chúng ngay cả khi tín hiệu điều khiển vô tuyến bị ngắt trong vài giây cuối cùng. Nói cách khác thì một chiếc UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine có thể bị mù khi lao về phía mục tiêu, nhưng nó sẽ bị mù khi đã ở trong quỹ đạo có thể mang đến cú đánh làm tê liệt xe bọc thép. Như vậy, RP-377 hoạt động hiệu quả nhưng không đủ xa. Phạm vi gây nhiễu của loại máy gây nhiễu này có lẽ chỉ là vài chục mét, theo cây bút David X. Đây là điểm yếu trong năng lực gây nhiễu của Nga mà phi công Ukraine dường như đang tận dụng khi điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất xuyên qua vùng nhiễu điện tử. Dù vậy, ông Ash cho rằng lợi thế của Ukraine có lẽ sẽ không kéo dài mãi. Nguyên nhân là quân đội Nga đang lắp đặt ngày càng nhiều thiết bị gây nhiễu Voronezh chuyên dụng hơn cho các phương tiện chiến đấu. Máy Voronez được cho là có thể hoạt động ở phạm vi 800 m Vũ khí tác chiến điện tử thường được gọi là sát thủ vô hình, vì đây là các khí tải quân sự sử dụng năng lượng điện tử để tấn công hoặc là làm gián đoạn hoạt động của đối thủ. Loại vũ khí này có vai trò quan trọng đặc biệt trên chiến trường Ukraine, nơi mà quân đội của cả hai bên đều tăng cường sử dụng UAV để trinh sát và tấn công đối phương. Đặc biệt Ukraine đã sử dụng rộng rãi FPV, máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất kể từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Chiến thuật này sau đó đã được quân đội Moscow áp dụng. Tiêm kích MiG-31 của Nga lợi hại ra sao mà khiến Ukraine phải dè chừng? Tiêm kích MiG-31 của Nga có nhiều khả năng khiến Ukraine phải dè chừng, trong đó việc nó có thể phóng tên lửa Kinza khó lòng đánh chặn. Theo tờ National Interest, mỗi lần tiêm kích đánh chặn siêu thanh Mikoyan MiG-31 cất cánh từ căn cứ không quân Nga gần Ukraine, thì loại tiêm kích này đều gieo rắc nỗi hoang mang, lo sợ cho người dân cũng như quân đội Ukraine. Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinza sẽ tuần tra thường xuyên ở không phận Biển Đen. Khi đó, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat, nói rằng khi tiêm kích MiG-31 tuần tra, các cảnh báo không kích sẽ vang lên khắp Ukraine. Ông Inat nói rằng sức mạnh không quân của Nga có thể tấn công Ukraine bằng Kinza từ cả hướng Bắc, hướng Đông cũng như Biển Đen. Tuần trước, lực lượng không quân Nga cho biết đã tấn công các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinza KH-47, được bắn từ tiêm kích MiG-31. Lực lượng không quân Ukraine xác nhận các tên lửa này của Nga đã nhắm vào ngoại ô thành phố Starokistyniv, tỉnh Khmelnytsky. Tiêm kích MiG-31, loại chiến đấu cơ nhanh nhất thế giới Mikoyan MiG-31 là tiêm kích đánh chặn siêu thành, được phát triển để phục vụ cho lực lượng không quân Liên Xô, thay thế cho tiêm kích MiG-25, chuyến bay đầu tiên của Mikoyan MiG-31 vào tháng 9 năm 1975. MiG-31 được coi là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới và dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất giữa những năm 2030, theo National Interest. Tiêm kích MiG-31 được trang bị hệ thống điện tử hàng không, kỹ thuật số hiện đại, có hai chỗ ngồi, với người ngồi ghế sau là sĩ quan, chịu trách nhiệm về hệ thống vũ khí chuyên dụng. Khung máy bay gồm 49% thép Niken, Hàn, Hồ Quang, 33% hợp kim loại nhẹ, 16% Titan và 2% vật liệu tổng hợp. MiG-31 cũng được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Thân máy bay được thiết kế hợp lý cho phép nó bay ở độ cao thấp với tốc độ siêu âm như mong muốn. Tiêm kích được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đặc biệt cho phép tăng phạm vi chiến đấu. Tiêm kích MiG-31 ít nhiều vẫn là một bí ẩn với phương Tây, một phần là vì vẫn còn nhiều ẩn số về các khả năng của nó. Các tiêm kích MiG-31 của Nga lợi hại ra sao? Điểm then chốt là tiêm kích MiG-31 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tên lửa Kinza đạt được tốc độ siêu thanh. Tên lửa mang trên tiêm kích MiG-31 sẽ được phóng từ độ cao khoảng 20 km so với mặt đất và tốc độ ít nhất là 1.500 km h Tốc độ của tiêm kích này cho phép Kinza đạt tốc độ tối đa gấp 8 đến 10 lần tốc độ âm thanh, khiến cho tên lửa có khả năng gây sát thương cao và gần như không thể bị đánh chặn còn phiên bản MiG-31BM nâng cấp sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-33 và tên lửa không đối không tầm ngắn R-73. MiG-31BM được trang bị hai động cơ D-30F6 với tốc độ tối đa 3.000 km h trần bay 20.600m và được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu giữa không trung. Không rõ có bao nhiêu chiếc MiG-31 nguyên bản đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn MiG-31BM. BM nhưng có thông tin cho rằng con số này có thể chưa đến 100 trong số 500 chiếc sản xuất từ thời Liên Xô. Mặc dù tiêm kích MiG-31 không được phát triển để chiến đấu tầm gần hoặc là quay đầu nhanh, nhưng nó là máy bay chiến đấu đầu tiên của Liên Xô có khả năng nhìn xuống và bắn hạ. MiG-31 cũng có thể ở độ cao rất lớn để theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc. Radar Jaslund của MiG-31 là radar mảng pha đầu tiên trên thế giới có tầm hoạt động 200 km. Nó có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc và kiểm soát sự tấn công của 4 mục tiêu trong số cùng một lúc. Do máy bay chiến đấu siêu thanh này có khả năng mang tên lửa đạn đạo Kinza, nên mỗi khi một chiếc MiG-31 cất cánh từ căn cứ quân sự Nga gần Ukraine, cảnh báo không kích sẽ được đưa ra trên toàn bộ đất nước, đôi khi kéo dài hàng giờ đồng hồ. Như tờ Kiev Post gần đây đưa tin rằng, rất nhiều doanh nghiệp ở Ukraine có chính sách an toàn là đóng cửa cơ sở sản xuất, kinh doanh, có cảnh báo không kích. Do đó, các cảnh báo do MiG-31 kích hoạt sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Ukraine. Nga biết rằng họ có thể làm gián đoạn việc kinh doanh của Ukraine, chỉ đơn giản bằng cách đưa một chiếc MiG-31 lên không trung và để nó bay vòng quanh một lúc. Mỹ và EU bàn tính khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ của Nga. Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng khối tài sản trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga được gửi ở nước ngoài để hỗ trợ Ukraine. New York Times mô tả, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm phát tín hiệu sẽ tịch thu hơn 300 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga được gửi tới các quốc gia phương Tây. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cũng đồng thời thảo luận khẩn cấp với các đồng minh về việc sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine vào thời điểm nguồn tài trợ cho Kiev đang suy yếu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ thì việc tịch thu số tiền hơn 300 tỷ đô la Mỹ của Nga là trái luật pháp Mỹ. Một số quan chức hàng đầu của Mỹ cũng lo ngại nếu tịch thu số tiền gửi của Nga sẽ khiến cho các quốc gia khác trên thế giới ngần ngại gửi tiền của họ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hoặc bằng đồng đô la Mỹ. Dù đã cân nhắc thiệt hơn, nhưng chính quyền Mỹ cùng nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 cũng đang tích cực bàn bạc và cân nhắc xem họ có thể sử dụng các chính sách hiện có của mình hay không, hoặc liệu có nên ban hành những chính sách mới để hợp thức hóa việc tịch thu tài sản của Nga hay không. New York Times dẫn nguồn thạo tin. Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng tài chính, ngân hàng trung ương, nhà ngoại giao và luật sư đã liên tục diễn ra trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Biden đã thúc giục Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản đưa ra chiến lược trước ngày 24 tháng 2 năm 2024, tức đánh dấu tròn 2 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Financial Times cho biết hiện có khoảng 210 tỷ euro, tương đương với 230 tỷ đô la Mỹ, dự trữ ngoại hối của Nga bị giữ ở EU, bao gồm 191 tỷ euro ở Bỉ và 19 tỷ euro ở Pháp, Thụy Sĩ nắm giữ khoảng 7,8 tỷ euro, tiếp theo là Mỹ với khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Hơn 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Moscow trong hơn một năm, sau khi Mỹ cùng với các nước châu Âu và Nhật Bản đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để đóng băng khối tài sản này. Tổng thống Biden vẫn chưa phê duyệt chính sách tịch thu tài sản, và nhiều chi tiết vẫn đang được thảo luận sôi nổi. Các nhà hoạch định chính sách đang phải xem số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp đến Ukraine hay là sử dụng cho lợi ích của nước này theo những cách khác. Ngoài ra còn có một số vấn đề tiền này chỉ được sử dụng cho mục đích tái thiết và hỗ trợ nền kinh tế Ukraine hay cho cả viện trợ quân sự. Các cuộc thảo luận ngày càng cấp bách hơn sau khi yêu cầu của chính quyền tổng thống Biden về khoản hỗ trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bị Đảng Cộng hòa chặn lại. Nguồn tin nói với Reuters, một số phương án đã được đưa ra như là tịch thu tài sản trực tiếp và chuyển sang Ukraine sử dụng tiền lãi, kiếm được và các lợi nhuận khác từ tài sản Nga, được nắm giữ tại các tổ chức tài chính châu Âu để mang lại lợi ích cho Ukraine. Có phương án đề xuất sử dụng số tiền đóng băng đó của Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của Ukraine. Các nhà kinh tế nhận định việc thu giữ một số tiền lớn như vậy từ một số quốc gia có chủ quyền là điều chưa từng có tiền lệ. Hành động này sẽ có thể gây ra những hậu quả kinh tế và pháp lý khó lường và gần như chắc chắn sẽ dẫn đến các vụ kiện trả đũa từ Nga chính quyền Đức mới đây đã quyết định thu giữ khoảng 790 triệu đô la Mỹ từ tài khoản ngân hàng Frankfurt của Nga, vốn đang chịu lệnh trừng phạt của EU. Động thái trên lập tức vấp phải cảnh báo cứng rắn, đáp trả cân xứng từ Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ông Siluanov tuyên bố có nhiều tài sản bị phong tỏa trong các tài khoản loại C ở Nga. Tài khoản loại C là nơi lưu trữ tài sản phong tỏa của người nước ngoài ở Nga và Moscow đang giữ hơn 280 tỷ rúp, tương đương với hơn 3 tỷ đô la Mỹ Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương và công dân nước này là bất hợp pháp. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ký xác lệnh cho phép công dân Nga đổi tài sản đang bị đóng băng ở nước này để lấy tài sản nước ngoài đang bị đóng băng tại Nga. Các vấn đề lớn của Ukraine trong năm tới Năm vừa qua là thời điểm Ukraine phải chật vật cho các cuộc phản công Nga. Xong vào năm 2024, mọi thứ có thể còn khó khăn hơn. Gần 2 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, cuộc xung đột dường như đang đi vào bế tắc. Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề và hao tốn đạn bởi phải trải qua một cuộc chiến tiêu hao về cả nhân lực lẫn vũ khí, trong khi Nga và Ukraine liên tục giành nhau quyền kiểm soát một số thị trấn, chiến tuyến phần lớn vẫn tĩnh lặng. Dư âm từ đợt phản công mùa hè Tương lai của Ukraine hiện nay có lẽ trở nên không chắc chắn hơn bao giờ hết. Sau cuộc phản công mờ nhạt giữa các cuộc tranh luận, về viện trợ quân sự ở phương Tây, các bước tiếp theo của Ukraine rất bất bình và các hoạt động trong năm 2024 có thể nhỏ và bất thường hơn năm nay. Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Frank Stephen Gadi, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ, nói rằng sẽ cực kỳ khó khăn đối với Ukraine khi tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn vào năm 2024 vì những hạn chế về nguồn lực. Dù vậy, chuyên gia này tin rằng vẫn có khả năng xảy ra các đợt tấn công quy mô nhỏ hơn, các đòn tiến công kiểu này sẽ gửi ra một thông điệp, nhưng chúng có thể không phải là những cú đấm mạnh mẽ mà Ukraine cần để hạ gục Nga. Cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã gặp phải một số trở ngại, bao gồm bắt đầu muộn do việc chuyển giao vũ khí và huấn luyện từ phương Tây bị trì hoãn. Bên cạnh đó, những căng thẳng bùng lên giữa Kiev và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO về cách thức và nơi Ukraine nên tập trung chiến đấu cũng là một vấn đề khác những giả định sai lầm thậm chí có thể khiến cuộc phản công thất bại trước khi nó thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, có lẽ đòn dáng đau nhất xảy ra khi quân đội Ukraine đụng độ hệ thống phòng thủ của Nga, vốn được củng cố vững chắc hơn nhiều so với dự đoán, với số mô hình, mương chống tăng, chiến hào dài hàng km. Các bãi mìn thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn với Ukraine khi Nga kết hợp chúng với hỏa lực pháo binh. Sự hiện diện liên tục của máy bay không người lái và trực thăng tấn công KA-52 được trang bị tên lửa chống tăng. Vấn đề trong năm tới Trong những tháng qua, Ukraine đã tung ra những đoàn tấn công nhỏ lẻ nhằm vào các khu vực đóng quân của Nga. Cách tiếp cận này có những hạn chế, song vẫn giúp Kiev làm tiêu hao lực lượng của đối thủ. Dù vậy, ông Kadi cho rằng, một trong những thách thức lớn tiếp theo đối với Ukraine trong năm tới là tìm cách tái thiết lực lượng và tái tạo sức mạnh chiến đấu, đồng thời gây áp lực lên Nga áp lực đó có thể buộc kiev phải ưu tiên phòng thủ trong thời điểm hiện tại sử dụng vũ khí như xe tăng avram mới nhận từ washington để ngăn chặn các hoạt động của nga moscow mặc dù ukraine có thể muốn dành những khí tài đó cho một cuộc tấn công tiềm năng vào năm tới nhưng mà các chuyên gia nói với business rằng một số hoạt động với quy mô của cuộc phản công năm nay khó có thể xảy ra do nguồn lực nhân lực và cơ hội đã cạn kiệt điều đó sẽ thúc đẩy ukraine theo đuổi các lựa chọn khác giống như các hoạt động du kích độc đáo và bất thường trên lãnh thổ nga kiểm soát ở ukraine ông nói đổi lại việc này đồng thời khiến ukraine phụ thuộc vào các đối tác nếu không có phương tây ukraine sẽ có rất ít cơ hội cầm cự các cuộc tranh luận trong quốc hội mỹ đã cho thấy rằng một số chính trị gia chủ chốt nắm trong tay phần lớn số phận của ukraine trong tháng qua, Đảng Cộng hòa ở Mỹ đã chặn gói viện trợ mới trị giá 111 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và Israel với hy vọng đổi lại một thỏa thuận về kiểm soát biên giới và nhập cư chặt chẽ hơn, theo Reuters. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra tín hiệu rằng ông sẵn sàng chấp nhận một thỏa hiệp, thì chỉ còn rất ít thời gian để gói này được phê duyệt trước cuối năm. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU dành cho Ukraine vào năm 2024 đang rơi vào thế nghìn cân treo sợi tóc sau khi Hungary phủ quyết đề xuất gói viện trợ 50 tỷ euro giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của chính quyền Kiev, AP đưa tin. Nếu không có sự viện trợ đó và sự hỗ trợ đông đảo hơn của phương Tây, các chuyên gia đều đồng tình rằng Ukraine sẽ thua trong cuộc chiến này.